FPT Smart Home. OK Google. Ánh sáng ngôi nhà hòa theo ngữ cảnh. Điều khiển thiết bị trong nhà chỉ bằng câu lệnh. Giải trí không giới hạn bằng giọng nói tiếng Việt. An tâm mọi lúc mọi nơi. FPT Smart Home nâng tầm phong cách sống. Sau đây là một vài trải nghiệm thực tế về sản phẩm của FPT Smart Home. OK Google, mở mọi cửa sổ phòng khách. Tất nhiên là được đang mở hai rèm. OK Google, bật đèn phòng khách. Chắc chắn rồi, đang bật hai công tắc. OK Google, bật đèn bàn ăn. Chắc chắn rồi, đang bật đèn bàn ăn lên. OK Google, bật đèn tường. Được chứ, đang bật đèn tường lên. Tiếp theo chúng ta sẽ đi vào khu phòng ngủ chính. Ở khu này thì có bức cảnh sẽ là mình bật đèn phòng ngủ và làm mở rèm. OK Google, bật kịch bản chào buổi sáng. Thì rèm cửa sẽ bật lên. Tất nhiên là đang bật kịch bản chào buổi sáng. Ngoài ra của khu vệ sinh master, khi mà chúng ta bước vào nhà vệ sinh ấy, có phát điện chuyển động thì đèn sẽ tự động sáng. Sau 30 giây không có chuyển động thì tự động sẽ tắt đi. OK Google, đóng cửa sổ phòng ngủ. Được chứ, đang đóng cửa sổ phòng ngủ. OK Google, tắt đèn hát phòng ngủ lớn. Chắc chắn rồi, đang tắt đèn hát phòng ngủ lớn đi. OK Google, tắt đèn phòng ngủ. Tất nhiên là được đang tắt đèn phòng ngủ đi.